xin trân trọng kính chào quý vị khán giả đến với kênh thời sự và giải trí kính thưa quý vị sau đây là nội dung việt nam cần phải có các đề án tham vọng về vũ khí bảo vệ tổ quốc vị trí địa lý vị thế tình thế không cho phép việt nam được hưởng quyền trung lập trong yên ổn của tác giả nguyễn ngọc chu xin mời quý vị cùng theo dõi nội dung chi tiết Việt Nam không muốn tham gia vào cách tranh chấp. Việt Nam không muốn bị lôi kéo vào tranh chấp. Việt Nam muốn trung lập để yên ổn. Đó là điều rõ ràng. Nhưng thực tế không cho phép Việt Nam được yên ổn để trung lập. Hãy nhìn đến 6 nhân tố sau đây. 1. Việt Nam không có hoàn cảnh phù hợp để mà được trung lập như một số các quốc gia ở châu Âu. 2. Việt Nam không có vị trí địa lý biệt lập ở xa hẳn các cường quốc để không bị đe dọa, để không bị can dự vào tranh chấp. Thứ ba, Việt Nam lại nằm ở một vị trí chiến lược quan trọng trên bàn cờ địa chính trị quốc tế. Thứ tư, Việt Nam là một quốc gia có tiềm năng với vị trí nhất định để có thể giữ một vai trò đáng kể trong bàn cờ địa chính trị thế giới. Thứ năm, Việt Nam có biên giới với Trung Quốc là nước từ nhiều ngàn năm đã tiến hành hàng chục cuộc chiến tranh xâm lược với Việt Nam. Và thứ sáu, Việt Nam phải ở cạnh nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa là cường quốc đang nổi lên với một thể chế dị tật nhất trong lịch sử nhân loại, có những kẻ cầm quyền hung hăng, tham vọng bá chủ thế giới, muốn trói buộc các quốc gia khác vào sự lệ thuộc, muốn có nhiều chư hầu để tranh ngôi vị số một thế giới. Cho nên, Việt Nam muốn trung lập cũng không thể được yên ổn mà trung lập. Thực tế, lịch sử 70 năm gần đây đã chứng minh Việt Nam chịu sự ảnh hưởng lớn của thể chế Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Việt Nam tuy nói là trung lập nhưng không thể hoàn toàn trung lập. 2. Sự tranh chấp địa chính trị mới Bàn cờ địa chính trị mới đang sang một chương mới không phải đối đầu hai phe như thời chiến tranh lạnh mà trong vòng 50 năm tới sẽ diễn ra một cuộc tranh chấp khốc liệt giành vai trò quyết định ở hai mặt trận địa chính trị châu Á Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương và lục địa Âu Á với những người chơi mới chính là Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nga, châu Âu cùng với sự gia tăng vai trò của Nhật Bản, Ấn Độ, Úc. Hiển nhiên là song hành tiếp diễn các cuộc tranh chấp cục bộ ở Trung Đông, Bắc Phi và Nam Mỹ. Dù muốn trung lập thì Việt Nam vẫn sẽ không tránh khỏi bị can dự vào cuộc tranh chấp địa chính trị khốc liệt ở châu Á Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương. Việt Nam phải đối mặt với sự can dự này. Thứ ba, tiến bộ khoa học công nghệ đầy tranh chấp vào vòng nguy hiểm đến đỉnh cao tàn khốc. Chỉ trong vòng 80 năm cuối loài người đã đạt được các tiến bộ về khoa học và công nghệ thần diệu nằm ngoài sự tưởng tượng của các nhà khoa học giỏi nhất ở mọi thế kỷ trước. Thành tựu khoa học và công nghệ đưa loài người đến gần với các khả năng kỳ diệu của vũ trụ bao nhiêu, thì ở mặt ngược lại chứa đựng bấy nhiêu hiểm họa và sự tự hủy diệt nhân loại. Các loại vũ khí hạt nhân, tên lửa đạn đạo, tên lửa siêu thanh, vũ khí hóa học, vũ khí sinh học, công nghệ tìm diệt, công nghệ vệ tinh, trí tuệ nhân tạo, người máy, vân vân Tất cả đang dồn nén căng phòng, sợ tới một ngày sẽ bung vỡ. Đó là thảm họa hủy diệt nhân loại. Thảm họa hiện thời của virus corona đến từ Vũ Hán, Trung Quốc cho nhân loại một cảnh tình đáng sợ về tranh chấp địa chính trị trong thế kỷ 21. Thứ tư, các dự án vũ khí nguy hiểm. Quốc gia nào cũng phải phòng vệ, để phòng vệ phải có vũ khí. Vũ khí càng nguy hiểm, khả năng phòng vệ càng lớn. Bởi thế, các cường quốc chạy đua chế tạo các vũ khí nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm, siêu nguy hiểm. Chẳng thế mà Bắc Triều Tiên như lời tổng thống Nga Putin, có ăn cỏ thì cũng cố mà sở hữu cho bằng được vũ khí hạt nhân chẳng thế mà chính phủ putin không chỉ một lần nhấn mạnh tên lửa siêu thanh của nga chẳng thế mà hoa kỳ đã thành lập quân chủng vũ trụ chẳng thế mà tướng trung quốc đe dọa tiêu diệt hoa kỳ bằng vũ khí sí sinh học cuộc chạy đua vì các vũ khí nguy hiểm đang mỗi ngày một gia tăng cường độ những bất ngờ đang ở phía trước những khám phá khoa học đang mang đến những vũ khí nguy hiểm mới với động cơ lượng tử mà dường như các nhà khoa học Nga lên tiếng là đã thành công, có sức đẩy, đưa tên lửa đạt tốc độ 1.000 km trên giây, sẽ thay đổi toàn bộ hạ tầng hệ thống phòng thủ. Tên lửa liên lục địa chỉ đạt được vận tốc 7 km trên giây. Tên lửa siêu thanh đạt với vận tốc 9 km trên giây, còn tên lửa lượng tử đạt tới 1.000 km trên giây. Ở khoảng cách 1.000 km chỉ trong vòng 1 giây, không có lá chắn tên lửa nào có thể can ngăn. Nhưng động cơ lượng tử không chỉ dùng cho tên lửa, nó còn được dùng trong cả ngàn ứng dụng khác, trong đó có ứng dụng cho máy bay, tàu thủy, ô tô, xe tăng và bất cứ thiết bị nào cần chuyển động, cần mang vác. Các loại vũ khí nguy hiểm mới sẽ xuất hiện cùng với động cơ lượng tử. Động cơ lượng tử với tốc độ 1.000 km trên giây còn thua xa tốc độ ánh sáng 300.000 km trên giây. Loài người dù cố gắng đến đâu cũng nằm trong lòng bàn tay của vũ trụ. Vũ trụ hủy diệt bất cứ vật thể nào dù nó có uy lực đến bao nhiêu. 5. Đề xuất, không khoanh tay ngồi chờ. Đến các loài vật bé nhỏ cũng có khả năng tự đổi màu để tránh kẻ thù. Yếu như linh cầu mà gan dạ, đồng lòng, tấn công tứ phía, làm cho kẻ mạnh như sư tử cũng phải bỏ chạy. Vũ trụ không đưa lợi thế riêng cho một ai. Không phải nước lớn mới có những dự án lớn như là dự án chế tạo bom nguyên tử của Hoa Kỳ. Tạo hóa không ngăn cấm các nước nhỏ có những dự án lớn, nhỏ bé như con virus corona mà đã tạo ra nhiều dự án lớn. Tiến bộ khoa học và công nghệ hiện nay cho phép Việt Nam sở hữu các vũ khí nguy hiểm của riêng mình chế tạo ra để phòng vệ, những vũ khí đó làm cho kẻ thù của Việt Nam phải sợ. Tính hợp tác toàn cầu cho phép sử dụng sáng chế và công nghệ hàng đầu của nhân loại với độ trễ tối thiểu. Chỉ cần biết đầu tư và tổ chức tập trung trí tuệ vào công đoạn sáng chế tế bào của riêng mình và sự kỳ diệu sẽ hiện ra. Việt Nam phải có những đề án tham vọng về vũ khí nguy hiểm. Việt Nam phải lập một tổng hành dinh riêng cho vũ khí nguy hiểm không phải chạy đua vũ trang mà để bảo vệ chính mình. Không thể chỉ mãi mãi đi mua, đi mua luôn là vũ khí hạng hai. Việt Nam cần lắm những cái trí tuệ lớn nổi lên ở bộ quốc phòng, không chỉ biết mua vũ khí gì ở đâu mà phải nghĩ đến chế tạo vũ khí gì, lúc nào. Việt Nam cần lắm những trí tuệ lớn đứng đầu bộ khoa học và công nghệ, không chỉ phải để chia tiền cho các công trình bỏ vào ngăn tủ, mà chỉ đường đưa tới các phát minh nền tảng và trên hết việt nam cần có một người cầm đầu mạnh mẽ trí lớn nghĩ được điều phi thường dám làm điều phi thường cuối cùng tác giả nhắn nhủ đừng hiểu bài viết cổ suý cho việt nam sở hữu vũ khí hạt nhân việt nam cần sở hữu các vũ khí siêu việt hiệu quả khác đủ khả năng dân đe và phòng thủ việt nam hoàn toàn có thể làm được điều đó kính thưa quý vị vừa rồi là nội dung việt nam cần phải có các đề án tham vọng về vũ khí bảo vệ tổ quốc vị trí địa lý tình thế không cho phép việt nam được hưởng quyền trung lập trong yên ổn của tác giả nguyễn ngọc chu đến đây là kết thúc xin cảm ơn quý vị đã theo dõi xin hẹn gặp lại quý vị ở những nội dung sau